Xin giới thiệu, mình là Giáp, mình sinh năm 1988, mình ở Hoài Đức, Hà Nội. Đến với Tizino thì mình cảm giác mình rất là được học hỏi của thầy Nghĩa rất là nhiều, những kiến thức mà rất là mới. Mình đến với Tizino mình cảm thấy môi trường là anh em rất là gần gũi với nhau, thân thiện và tất cả là đồng đoàn kết. Thầy Nghĩa thì giảng dạy rất là nhiệt tình và những cái mà kiến thức rất là dễ hiểu để cho anh em có thể áp dụng được sau này. Mình cũng muốn qua đây thì qua cái khóa học của Tizino Pung17 này thì mình muốn là gửi gắm đến Học viện Tizino là luôn luôn phát triển và tất cả thầy giáo và các anh em trong Tizino là một sức khỏe và chúc Học viện mình luôn luôn phát triển. Xin cảm ơn.